một trệt một lầu có tầng hầm luôn đó. Một cái kiến trúc cực kỳ kiên cố, đã xây dựng hơn một chục năm rồi mà chưa có dấu hiệu nứt nẻ gì hết luôn ha. Kênh Bảo Điện Bất Sản xin mến chào cô chú chị. Nay em điền lên một cái siêu phẩm ha, một bất sản mà gia chủ mình thực sự đang cần bán đó. Nói chung là gia đình chuẩn bị đi Mỹ anh chị ha, và không có ai để ở đây để mà trông coi cơ ngơi bất sản này ha. Đó, nên là đành phải bán ha, bán rẻ luôn anh chị ha. Đó, hiện tại em điền đang có mặt ở đây là ở xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Thì ở trước đây, trước cái nhà mình là cung đường mặt tiền 329, có hai làn đường ha, có lương ha, sẽ đôi giữa đường và có bốn làn đường đó. Và cái hướng mà trước mặt em điền quay đây thì cách ra ngay trung tâm huyện cũng như thị trấn Phước Bửu đó là khoảng là một cây số ra tới ngay cái chỗ vòng xoay bệnh viện ha, bệnh viện Xuyên Mộc. Và đi khoảng vài trăm mét đây thôi là mình sẽ gặp ngay trung tâm thương mại cũng như là chợ đêm anh chị ha. Đó, di chuyển qua hướng này thì mình đi ra là giao lại quốc lộ 55 đó anh chị ha. Đó, rất là gần. Và đi ra vòng xoay Bà Tô cũng như là chợ Bà Tô đó là khoảng đâu là hơn một cây chút xíu thôi ha. Đó, rất là gần, rất là tiện ích luôn. Xã Xuyên Mộc nhưng mà giáp thị trấn, tiện ích không khác gì anh chị ha. Này thì trên cung đường này là kinh doanh mua bán rất là đông đúc ha. Đó, và hướng ngược lại đây mình đi khoảng là một cây số thôi mình sẽ gặp ngay ngã tư xã Xuyên Mộc cũng như là trung tâm hành chính của xã nha, và trường các cấp và chợ Bách Hóa Xanh vân vân. Nói chung là khoảng một cây số hơn thôi là mình gặp ngay ngã tư đó rồi anh chị ha. Đó, ngã tư Xuyên Mộc thì mình rẽ phải nha, mình sẽ đi được suối nước nóng Bình Châu cũng như là biển Bình Châu này. Thì di chuyển khoảng đâu đó là 20-30 cây. Còn rẽ bên tay trái mình sẽ đi thành phố Hồ Chí Minh cũng như là đi Châu Đức ha. Đó, từ Sài Gòn mà cô chú chị di chuyển về đây thì mất khoảng là 2 tiếng đồng hồ thôi, cũng tương đối là gần. Đó, tiện ích xung quanh đầy đủ. Đó, rồi bây giờ quay lại với vấn đề chính anh chị ha. Đó, một cái nhà rất là bự, một cơ ngơi rất là bự luôn anh chị ha. Cô chú chị cứ nghĩ đi, bất động sản này mà cái nhà này đã xây hơn chục năm trước rồi mà có cái nhà này là rất là khủng luôn anh chị. Đó, gia thế cũng rất là khủng mới là xây được cái nhà này anh chị ha. Đó, thì nói chung là hơn một chục năm rồi thì cái về cái vấn đề màu sơn rồi màu cửa này kia xuống cấp là cái chuyện dĩ nhiên là cái chuyện bình thường rồi. Đó, mình có thể là mình ấy lại sau. Đó, thì bây giờ xíu nữa em đi sẽ đi chi tiết sau nha. Bây giờ em nói sơ về cái diện tích anh chị ha. Bất động sản mình thì có diện tích là 11m6 ha, 11m6 mặt tiền đường này nha anh chị nha. Đó, từ đây, từ giáp ranh đây qua bên này, nói chung là bất động sản mình rào móc đồ ranh móc rào rúng rồi có hết rồi, có cụm cổng rào kiên cố ha, 11m6 qua tới đây ha. Đó, và sâu vào phía trong á là 60m. Đó, tổng diện tích là 718m2, hiện tại đang có sẵn 100m thổ cư ha. Đó, rất là đẹp anh chị. Rồi bây giờ em điền sẽ đi vào nha. Nói chung bức sản này nằm vị trí đó, mặt tiền nằm vị trí thì vị trí ngay trung tâm đó, kinh doanh vừa ở vừa kinh doanh mua bán được anh chị ha. Và đặc biệt nữa ha, xíu nữa em điền lui phía sau bất động sản mình, cái đuôi mình á nó sẽ có một cái đường quy hoạch đi ngang qua nha. Đó, lui phía sau đó thì nó sẽ song song với lại cái đường 329 này anh chị. Đó, tương lai rất là tiềm năng luôn ha, có thể là mình ở phía trước hoặc phía sau nó mở đường mình có thể là cho thuê kinh doanh này kia hoặc là mình kinh doanh thêm ha. Đó, rất là ok luôn anh chị. Đó, thì đi vào bất động sản mình thì cái cổng này, cái cổng có thể đi được ra được chiếc xe cỡ bự luôn anh chị ha. Đó, rất là rộng. Nói chung là gia chủ mình xây thì để mục đích để nhà có ô tô để đi vô đó. Đó, phía trước sân này. Đó,
gạch gốm nó rất là láng luôn đó. Phía trước đây có những cái cây trồng trong hốc này ha. Chỗ này thì điện đài thì khỏi phải nói rồi, ba pha đi ngang qua luôn anh chị ha. Này trước nè, bên kia cũng ba pha, đây cũng ba pha, đi ngang qua trước đất rồi, không phải nói là điện nước đầy đủ đó. Và bên này gia chủ mình có trừa một cái đường luồng phía sau ha, bên này cũng vậy ha, nói chung là trừa hai bên luồng luôn, không phải là một bên đó. Thì em Điền sẽ báo giá luôn ha, báo giá trước luôn rồi em Điền quay review luôn ha. Thì giá bất động sản mình á, gia chủ đang cần ra đi là 6,5 tỷ anh chị, có thương lượng giấy tờ thôi đó. Giá này là giá ra đi gấp anh chị, để mà đi Mỹ định cư anh chị ha. Thì mặt tiền đường trên này thì khoảng đâu đó là 700-800 một mét ngang rồi, là đất trống không á, chưa kể là có tài sản trên đất đó. Thì bất động sản mình là bán đất trống không đã rẻ rồi, nhưng mà bất động sản mình có nhà luôn ha, có nhà, không phải là nhà đơn giản anh chị ha, một trệt một lầu. Đây là cái khu vực hầm để xe anh chị nha, đó có bậc thang để lên trên từng trệt luôn ha. Đó, đây tầng hầm để xe, và bên này cũng có đường luồng lui phía sau nha, lui phía sau. Thì bất động sản mình một trệt một lầu mà đó. Xung quanh cửa ngõ phía ngoài là gỗ cắm xe hết nha anh chị nha, anh chị nha. Đó, nói chung là cái màu sơn thì nó xuống cấp thôi, nhưng mà cái chất gỗ bên trong nó vẫn giữ ha anh chị ha, tôi rất là cứng cáp. Gỗ cam xe thì cô chú chị cũng đã biết rồi, rất là cứng đó. Nói chung là mình sơn sửa lại là sạch, là đẹp như mới liền à, không có vấn đề gì ha đó. À, video này em sẽ Điền sẽ quay hơi dài chút xíu, tại vì review xung quanh nhà luôn. Đây, đi vào, bước vào thì đây là phòng khách, cho em quay nhờ xíu nha chị nhé. Dạ, phòng khách có đèn chùm này. Và xuống nữa mình sẽ gặp ngay phòng ăn ha. Chung là nhà thì đã có đầy đủ rồi, mình chỉ dọn vào ở thôi ha. Nói chung là sửa sang theo cái ý mình chút xíu nữa thôi là ok. Đây là phòng ăn ha. Đây là cửa mình đi ra ngoài bên đường, bên hông đường luồng luôn phía sau đó, cửa ngõ. Căn nhà này gỗ làm bằng gỗ căm xè hết anh chị ha. Ở dưới, tầng dưới thì mình có hai phòng ngủ. Đây, phòng thứ nhất này, đây phòng thứ nhất, đây phòng thứ hai đó. Và đây là đường lui phía sau đó, không gian này để máy giặt này. Đây là phòng tắm ha, có bồn tắm luôn anh chị ha, có bồn tắm đầy đủ luôn ha. Và đây là toilet như này ha. Và đây là lui phía sau đó. Ở phía sau thì mình có toilet riêng ở phía ngoài. Trước gia chủ hồi xưa đó, gia chủ mình có nuôi heo ha, đây là có mấy cái chuồng heo đó. Này thì mình về mình cải tạo lại sau anh chị ha. Đó, hồi xíu nữa em Điền lui phía sau nha, em Điền lên phía trên lầu đó. Dưới cầu thang này thì cái lối đi này là lối đi hầm, đường hầm lên anh chị ha, hầm để xe lên này. Cái cầu thang mình thì cái tay nắm cầu thang thì làm bằng gỗ hết, gỗ căm xe. Và đi lên cầu thang thì mình bên tay trái này, bên tay phải mình xuống là phòng thờ anh chị ha, phòng này là phòng thờ. Và có thể có lan can mình nhìn xuống phòng khách luôn, nó sẽ cao hơn phòng khách chút xíu thôi. Rồi, bây giờ lên tầng trên. Lúc sẵn mình có ban công nữa chị ha. Đây là cái phòng có thể ngắm ra mặt tiền này. Phòng ngủ thứ nhất này, phòng ngủ thứ hai và phòng ngủ thứ ba ở trên lầu này. Đó, nó có ba phòng ngủ. Nói chung phòng nào cũng rộng hết anh chị ha. Đó, phòng nào cũng rộng hết. Thì gia chủ mình dọn dẹp để di cư ha. Nói chung là di cư nên là hơi bừa bộn chút xíu. Đây phòng này là phòng toilet vừa kết hợp là phòng tắm luôn đó, ở đây. Và đây là hướng bên hông nè, bên hông ra nhìn bên hông nhà nha. Giao thông phía ngoài đi rất là tấp nập luôn. Còn phía trên thì mình đi lên nữa, mình sẽ lên sân thượng. Lên sân thượng
chung là hồi nãy em điền lên sân thượng rồi đến tính là mở cửa sẵn để mà em quay ra ngoài cho cô chú chị mình nhìn, thì cửa hơi bị cứng á chị, lâu ngày quá không mở đó thì nó cứng quá nên là kéo không được, kéo ra không được, dùng sức kéo ra không được. Đây thì cái lỗ thông gió của cái mái nhà ha, ở mái của mình là bằng ngói anh chị nha, chứ không phải là bằng tôn nha, nên là về cái khí hậu trong nhà nó rất là mát, và tường này là tường đôi hết. Cô chú chị có thể thấy này, kiến trúc hơn 1 năm, hơn 10 năm mà không có dấu hiệu nứt nẻ gì hết anh chị ha, chẳng qua là nó xuống màu thôi đó, mình sửa sang này kia là như mới, tân trang lại là như mới luôn anh chị ha, gỗ căm xe hết đó, rất là cứng cáp rồi đó, gỗ này rất cứng cáp, mọt không bao giờ ăn được cái gỗ này, cứng lắm. Ban công của cái phòng ngủ ha, nói chung là ban công này có một phòng ngủ này là có ban công này đẹp, đây cái view hướng ra ngoài được tỉnh lộ 329 này, chị có thể thấy này, nó kinh doanh mua bán sầm uất. Rồi bây giờ em điện sẽ đi lui phía sau nha. Rồi à, nãy giờ thì em Điền đã review ở trong nhà hết rồi ha, thì bây giờ em review ở phía bên ngoài đó, thì ở đây bây giờ em Điền sẽ từ ngay ở trước đây ha, đi theo cái đường luồn ha, để lui phía sau cho cô chú chị mình xem phía sau nha. Đó, hồi nãy thì em Điền quay thì có sơ qua những cái chuồng heo hồi xưa người ta nuôi đó, đó thì nói chung là cũng bỏ rồi, không có nuôi nữa chị ha. Đó, phía sau này thì nó hơi trũng, hơi thấp so với phía trước chị ha, nói chung là phía sau mình có thể cải tạo nâng đất hay là như nào đó thì tùy cô chú chị ha, cải tạo xong làm vườn sau này thì quá đã luôn ha, mình có thể đặt một cái nhà lục giác rồi trồng vườn cây cỏ phía sau này thì ăn chơi ăn uống sau phía này rất là đã luôn ha, có thể làm tiệc ngoài trời này kia vân vân. Ở phía sau thì còn rất là rộng, phòng tắm này, phòng toilet này nằm ngoài có nhưng mà lâu quá không sử dụng nên là cũng xuống cấp ha. Đó, đây là phía sau. Đó, tiếc quá hồi nãy mình không có ra sân thượng được. Đó, bất động sản mình thì nó là thực sự là hình thù nó không được vuông vắn cho lắm. Hậu của phía sau mình thì còn khoảng là 9 mét mấy thôi anh chị ha, còn khoảng là 9 mét 6 gần 10 mét đó, thì nó cũng hơi tót một chút xíu hả, và mình nở ra bên này nữa, nói chung là cũng không được vuông vắn cho lắm. Ở phía sau đất này cô chú chị mình cũng có thể thấy nè, có một cái cây vú sữa cũng lâu năm rồi, lâu năm tuổi rồi, rất là to, rất là mát luôn ha. Ở phía sau vườn này thì quá đã, mình có thể cải tạo lại là như mong muốn của mình thì quá đã luôn. Đây ranh của mình thì lui tới cái tường này ha, qua bên này là 9m6 này. À, đã bao hết rồi. Ồ, bên kia có cả kè, cả kè quá đã luôn, quá to luôn mà chị thấy nè, con này mà ngâm rượu là đúng bài luôn chị ha. Đó, cái kè này đó, thì cái phía sau này nha, phía sau này mình sẽ có cung đường quy hoạch đi ngang qua, nói chung là song song với lại mặt tiền trước luôn, đường này cũng lớn, nhỏ hơn cái đường tỉnh lộ 329 một chút xíu nhưng mà cũng lớn đó chị ha, nó là ăn vào đất mình là 163 mét vuông hả, nói chung là chị nó chỉ ăn vô phần đất trống thôi, không có tài sản gì hết ha, không có vướng tài sản gì hết, đâm ra tương lai rất tiềm năng, mình có hai đường đi đó. Nếu mà mình muốn nữa mình sẽ cắt lại phía sau để mình bán cho người khác, mình đỡ cái nhẹ cái vốn ha. Đó, hoặc là mình có thể là kinh doanh cho thuê ha, rất là tiềm năng luôn, xuống biển gần nhất là biển Hồ Tràm thì di chuyển khoảng đâu đó là hơn 10 cây số chút xíu thôi, cũng không xa lắm. Cô chú chị nào mà quan tâm bất động sản này liên hệ em đi nha, số điện thoại 0786 688 34 nha.
Nam Điền cũng xin cảm ơn cô chị đã quan tâm theo dõi kênh Nam Điền vừa qua. Nam Điền cũng xin được dừng tại đây rồi. Hẹn gặp lại cô chị những video clip lần sau em. Xin chào.